Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin 15 giờ của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, Quốc hội vừa có văn bản về việc triệu tập kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 khai mạc ngày 23 tháng 10 và dự kiến bế mạc vào ngày 29 tháng 11. Quốc hội sẽ họp tập trung tại nhà Quốc hội. Kỳ họp tổ chức theo hai đợt, đợt 1 từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11, đợt 2 từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11. Đáng chú ý, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Sáng ngày 25 tháng 10, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín. Chiều cùng ngày, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết. Vào lúc 13 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng 148 km về phía đông đông nam, cách Quảng Ngãi 90 km về phía tây tây nam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn do áp thấp nhiệt đới còn kéo dài, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại miền Trung và Tây Nguyên. Dự báo trong chiều nay, tại khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định, Kon Tum và Gia Lai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại 56 huyện thuộc 10 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Từ nay đến ngày 27 tháng 9, ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to. Ở Bắc và Trung Trung Bộ, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 200mm, có nơi trên 230mm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 50 đến 80mm, có nơi trên 100mm. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Sáng nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên địa bàn thành phố Huế có mưa to đến rất to, có nơi trên 134mm. Mưa lớn kèm lốc xoáy khiến nhiều tuyến đường ở Huế bị ngập cục bộ, nhiều căn nhà bị tốc mái và đã có người bị thương. Dự báo chiều nay, nhiều nơi ở Huế sẽ có mưa từ 60 đến 120mm và có nơi trên 150mm. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi cảnh báo ngập lụt với độ sâu từ 0,3 đến 0,5m trên khắp địa bàn tỉnh. Tỉnh này cũng đã ra thông báo cấm biển vào sáng nay. Do mưa lớn, nhiều hoạt động đón Tết Trung Thu, du lịch trên địa bàn tỉnh như Hội Đèn Lồng Huế 2023 tại Đại Nội, lễ hội Quảng Diễn Lân Sư Rồng và rước đèn Trung Thu năm 2023 cũng đã phải tạm hoãn. Lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra vào lúc rạng sáng ngày 25 tháng 9 trên địa bàn. Thông tin ban đầu, vụ cháy đã xảy ra vào hơn 2 giờ sáng tại một căn nhà ở khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Công an thành phố Thủ Đức đã điều 8 xe, 52 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy. Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nạn nhân nữ tại tầng trệt. Diện tích căn nhà bị cháy khoảng 50m². Qua xác minh, người tử vong là người giúp việc của chủ nhà. Lực lượng chức năng cho biết thời điểm xảy ra vụ cháy, chủ căn nhà cùng vợ và con trèo qua nhà hàng xóm để thoát nạn. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ việc rất có thể do nạn nhân tẩm xăng tự thiêu. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, xuất khẩu thủy sản sang nhiều thị trường đều đạt mức đỉnh kể từ đầu năm. Các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đều ghi nhận mức tăng trưởng cao so với tháng trước. Trong đó, lũy kế 8 tháng qua, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ đã chạm mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Cả năm 2023, thị trường này được dự báo sẽ đóng góp 1,7 tỷ đô la Mỹ doanh số xuất khẩu cho thủy sản Việt Nam. Theo VASEP, với điều kiện lạc quan ở một số thị trường đang có dấu hiệu phục hồi, dự kiến xuất khẩu thủy sản năm 2023 sẽ đạt trên 9 tỷ đô la Mỹ. Các công tố viên đã đề nghị đưa cựu ứng cử viên Tổng thống Pháp, chính trị gia cánh hữu Marine Le Pen sẽ phải ra tòa vì bị cáo buộc biển thủ tiền của EU. Nhà chức trách Pháp cũng đã khởi tố 26 thành viên khác của đảng National Rally và công tố viên Pháp cáo buộc rằng từ năm 2004 đến năm 2016, số tiền được phân bổ để trang trải chi phí cho các thành viên Nghị viện châu Âu đã được sử dụng để trả cho các trợ lý, những người trên thực tế đã làm việc cho đảng National Rally, cho đến năm 2018 được gọi là mặt trận quốc gia. Cha của bà Le Pen và người đồng sáng lập đảng, ông Jean-Marie Le Pen cũng dính líu đến âm mưu này.
Bên cạnh đó, 12 trợ lý Quốc hội và nhiều người có liên quan khác đã bị đưa ra xét xử. Theo AFP, nếu bị kết án, bà Le Pen có thể phải đối mặt với án tù 10 năm và bị cấm giữ chức vụ công trong cùng thời gian. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni thừa nhận đã hy vọng có thể làm tốt hơn nhiệm vụ kiểm soát tình trạng di cư bất thường, vốn gia tăng kể từ khi đảng Anh em Italia của bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lịch sử một năm trước. Phần lớn nhờ lời hứa giảm thiểu tình trạng di cư hàng loạt vào đất nước hình chiếc ủng. Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 10 năm 2022, chính phủ của Thủ tướng Meloni đã hạn chế hoạt động của các tàu cứu hộ từ thiện. Rome cho rằng hoạt động này đã khuyến khích người di cư, đồng thời cam kết sẽ trấn áp những đối tượng buôn người. Italia cũng đã tìm cách đẩy mạnh hồi hương những người không đủ điều kiện xin tị nạn, bao gồm chương trình xây dựng các trung tâm giam giữ mới và kéo dài thời gian người di cư có thể bị giam giữ, cùng khả năng những người di cư đang chờ quyết định tị nạn phải trả khoản đặt cọc 5.000 euro, tương đương khoảng 5.300 đô la Mỹ, để không bị đưa đến trung tâm giam giữ. Hội đồng An ninh Armenia cho biết đại diện của nước này và Azerbaijan sẽ gặp nhau vào ngày 26 tháng 9 tới tại Bỉ nhằm chuẩn bị cho cuộc đàm phán giữa lãnh đạo hai nước. Theo Hội đồng An ninh Armenia, trợ lý Tổng thống Azerbaijan sẽ có cuộc gặp với thư ký Hội đồng An ninh Armenia. Mục tiêu của cuộc gặp nhằm chuẩn bị cho cuộc đàm phán giữa hai bên dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 10 tới đây tại Tây Ban Nha. Trước đó, đại diện của Tổng thống Azerbaijan cho biết nước này sẽ trao cho phía Armenia bản dự thảo hiệp ước hòa bình giữa hai nước và đang đợi phản ứng từ Armenia. Azerbaijan và Armenia đã nhiều lần xảy ra đụng độ liên quan tới khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Gần đây, căng thẳng giữa hai bên bùng phát trở lại khi ngày 19 tháng 9, Bộ Quốc phòng Azerbaijan tuyên bố bắt đầu chiến dịch khủng bố ở nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã rời Mỹ bắt đầu chuyến thăm một loạt các nước châu Phi. Đây là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm khôi phục lại quan hệ với châu Phi, khu vực đã bị nhường chỗ cho những ưu tiên khác của Mỹ trong những năm gần đây. Theo kế hoạch, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ có chuyến thăm 3 quốc gia châu Phi là Djibouti, Kenya và Angola. Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ đối tác và an ninh của Mỹ ở khu vực này. Chuyến công du châu Phi của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra sau một loạt chuyến thăm của các quan chức Mỹ tới khu vực này, đặc biệt là chuyến thăm 3 nước châu Phi của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vào tháng 3 vừa qua. Dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, Mỹ đã cho thấy sự quan tâm trở lại đối với châu Phi sau một thời gian gần như xếp cuối trong các ưu tiên đối ngoại của Mỹ. Bản tin 15 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!